Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa vừa tổ chức gặp mặt động viên thí sinh trúng tuyển vào các học viện nhà trường trong quân đội năm 2024. Năm 2024, huyện Đức Hòa có 61 thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn năm 2023 15 thí sinh. Kết quả tuyển sinh có 16 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường trong quân đội, vượt 400% chỉ tiêu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao và 5 thí sinh đầu đại học ngành cơ sở quân sự. Trong đó, các thí sinh trúng tuyển vào các trường, học viện kỹ thuật quân sự, học viện quân y, sĩ quan lục quân 2, sĩ quan công binh, sĩ quan phòng hóa, đại học ngành quân sự cơ sở. Dịp này, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đoàn Đức Hòa đã tặng quà động viên 21 thí sinh trúng tuyển vào các học viện nhà trường quân đội năm 2024. Huyện Tân Hưng cũng tổ chức họp mặt thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội, công an và đào tạo ngành quân sự cơ sở năm 2024. Năm 2024, huyện Tân Hưng có 50 thí sinh đăng ký dự tuyển các trường quân đội, công an và đào tạo ngành quân sự cơ sở. Qua sơ tuyển có 35 thí sinh đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Kết quả có 8 trên 35 thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội và công an. Năm 2024, huyện Cần Đước có 4 thí sinh trúng tuyển vào học viện trường quân đội. Tại buổi gặp mặt động viên thí sinh trúng tuyển vào các học viện trường quân đội năm 2024, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Đước ân cần thăm hỏi động viên các thí sinh hoàn thành tốt chương trình học.